thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, sáng ngày 23 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lang Chánh đã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022. Để công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 đạt kết quả và an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã lên kế hoạch và bố trí theo từng khu vực. Tất cả thanh niên và những người tham gia làm nhiệm vụ đều được khai báo y tế, đo thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn tay và đeo khẩu trang, giữ khoảng cách trong suốt quá trình tham gia khám tuyển. Đợt khám năm nay được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện bố trí theo lịch khám cho từng đơn vị riêng để tránh tụ tập đông người. Đối với hai xã Giao An và Giao Thiện, nơi đang có các ca COVID-19 cộng đồng sẽ được bố trí khám tại địa phương vào ngày 2 tháng 12 sắp tới. Tham gia khám tuyển đợt này, huyện đã phát lệnh gọi điều khám 290 nam thanh niên, chỉ tiêu giao khám chúng là 191 thanh niên. Đây là những thanh niên có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, không mắc các tệ nạn xã hội, đã qua vòng khám sơ tuyển tại 10 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Việc khám tuyển được tiến hành một cách nghiêm túc, khách quan, địa điểm khám tập trung. Các thanh niên được gọi khám đều phải kiểm tra các nội dung như đo chiều cao, cân nặng, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, huyết áp, kiểm tra thị lực. Để công tác khám tuyển đảm bảo chính xác, đúng kế hoạch và đạt chỉ tiêu đề ra, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lang Chánh đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của cấp trên về luật nghĩa vụ quân sự, huy động sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể để triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho thanh niên, trong đó làm tốt công tác tuyên truyền đối với công dân đến độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Do đó, 100% thanh niên có lệnh khám đã khẩn trương đến đúng thời gian, địa điểm quy định và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển. Theo kế hoạch, công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022 của huyện được thực hiện từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2021. Trong đợt tuyển chọn thanh niên nhập ngũ đợt này, huyện Lang Chánh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 80 thanh niên lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lang Chánh sẽ tổ chức phân loại tuyển chọn những công dân có đủ sức khỏe, văn hóa, đạo đức, phẩm chất, chính trị lên đường nhập ngũ trong tháng 2 năm 2022. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, sự vào cuộc tích cực của các ban ngành đoàn thể, các địa phương, tin tưởng rằng huyện Lang Chánh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2022.